cowboy á. Như thế nào ta? Chị không biết rồi. Cowboy hết. Ông cowboy chơi cowboy, đi. Ông ấy chơi cowboy hơi bị tín. Chị ra đây cái thằng mà tên là cowboy ấy. À, biết biết, chị biết nó, gặp nó nhiều. Chơi cowboy tín ấy... phết. Thì ông ấy được mọi người biết đến với cowboy mà chị. Đặt tên thế luôn. Lại đặt tên thế mà chị biết được cowboy mới lạ. Chị chẳng say ngủ à. Đang suy nghĩ đặt tên là Butter. Tôi suy nghĩ đặt tên bắt là sao bị ban auto luôn. Nên tôi thấy tên là ba, thấy tên là ba. Là một con nó thấy tên này nó cũng ba mà. Hunter bị nớp rồi mà vẫn sợ à? Ơ, nớp thì nớp nhưng quan trọng trình độ của người chơi Butter khác chứ chị. Không, ý chị là cái thời gian gồng bóng nó bị lâu đi. Không, nó đánh cái đấy luôn cũng bị giảm. Chị ơi, Cairo toàn đánh on tap mà chị cần đéo cái đấy. Đâu, thế nó gồng nhiều mà. Làm gì đó on tap, anh gồng full mà. Nó gồng full mà, đánh on tap ngắn lắm. Chị biết, chị biết điểm mạnh của Butter là gì không? Lẽ nó có thể đánh 2 lần. Ừ đúng, đánh 2 lần đi. Một lần mình đánh một lần cái, gồng nổ ấy. Nó không nét, miễn là nó không nét vô cái gồng lên nổ. Bây giờ á, muốn hot chế Butter là phải đếm được cái dây mà nó hồi bóng ấy. Ủa? Với cả... 10 giây. 10 giây, ừ đúng. 10 giây nhưng mà 2 lần nó lại đếm bé. Thật, nó đánh 2 lần đếm. Thì sao mà đếm? Nó đám một phát là ai nó sẽ cover cọc đoạn hơn, nó sẽ tránh ra. Cùng lắm nó ăn hit luôn cũng được. Hunter hình như là ở cổng cũ. Em phải hiểu, đấy như em ấy, như là đã bong bong ấy, đúng không? Đây, ừ, xin cái tàu đó. Con bong bong, đây bong rồi. Con Hunter đi lên tàu à. Leo, đúng má, bong bong nhưng mà cũng chắc học vậy. Gì? Leo, bong bong gặp cá mập nha. Hunter là bong bong gặp cá mập nha. Nó thấy chị rồi. Chị xa nên em hơi ngáo tí, xin lỗi. Ơ, nhưng mà... Ủa tôi nói gì quên ta? Nó thấy chị rồi! Đứa nào mà dẫn nó ra đây vậy? Bắt không? Cái đâu vậy? Ờ, nó là Leo mà! Ôi giời, hết hồn! Chị bảo rồi, bông bông kìa! Thì chị ăn một cái gì? Ôi, không! Chị ra không dẹp đâu? Chị ra đây! Dùng giấy trước khi đó, bình lên nha, có bình lên rồi đó! Em đứng im với chị nhập, đứng im! Ờ, không được báo đi rồi nhạc! Cài đi. À, cứ cài. Ok. Ôi trời ơi. Ủa sao nó ở đường đó vậy? Nó điền vòng mà. Rồi, chỉ vì con lửa đánh rồi. Chỉ vì con lửa đánh rồi. Cứ số. Rồi, mất bling. Ra đây, chị ra, chị thắng biệt thự của em nè. Chị thắng biệt thự, Đây. Có gì thắng. Có nhập không? Ủa? Bên này! Bé gái bị hang bang bởi Leo. Đi. Ủa nó là lửa không? Tại sao chị lại chết được vậy? Chị lỗi. Dễ nhập từng người. Lỗi của chị. Happy ăn bám thôi. Lỗi của chị. Mất bling rồi, mất phép rồi. Nó còn lửa chị. Bạn đánh được mà. Ôi không được rồi. Đánh mà. Ôi lỗi của chị, ngu quá. Đoạn đấy nghĩ là nó đánh được chứ. Nhập vô em chị đâu rồi á? Nhập đi người tôi. Bạn không ngon. Không, ở đấy xa Cairo quá rồi cho nên là không có. Ủa trời, em quên đấm giùm chị luôn ấy. Không, chị không nghĩ đến đợt đấy, chị không nghĩ đến việc là nhập luôn vào người em nên chị lại không nhập nữa, chị bị lỡ nhịp cái chị mất. Ở lúc bà cần nhập thì bà không nhập, và lúc bà không cần nhập thì bà lại đứng trong hửa đó. Nó thật là bừa rừng. Đây là Cairo, à chưa được, cover biệt thự, chị biệt thự. Em đang đập máy biệt thự. Chị ra biệt thự với em đây. Đâu chị đâu, em đang ở 2 ballet á. Cho xin cái địa chỉ rồi. Ôi nó mất dấu, nó xa chị lắm. Tầm này mình còn dấu đánh được mình nữa thì. Dấu. Đứng im, đứng im nào. Nhập vào luôn đi. Ờ đập máy đi. Mọi người đập máy đi. Hello Hunter đây nè, con Hello, đi Hunter. Lên ngon lắm, mình ngon lắm. Húp mình đi. Ngon lắm này, húp đi. Tự dưng em đang suy nghĩ những cái chữ L. Đừng. Đấy nó đi đường kia rồi.
Blink đấy, có Blink đây để từ đầu ném dối nha, cẩn thận nha. Ôi giời ơi. Mày thử không bù được rồi. Ném rối cũng ghê đi, đấy. Đi chỗ khác đi để bù mấy cho thử. Ném rối cũng ghê đấy. Có tác dụng gì. Trời ơi, tự nhiên gọi quả giữa mát kiểu bị liệu ấy. Tự nhiên đứng nhập với con nó đánh, đấy, tiếc ghê. Chứ không là vẫn cai được nữa. Đúng rồi, sao mày ở đây? Chỉ có giấy này, đứng xa thôi. Ôi, con lỗi với dưới em. Thật ra chị bờ lên sắp chị hồi biết rồi, đấy. Chị biết rồi. Cháu chị sẽ thả giấy trước khi nó cụ tầm bờ lên. Học đều bán luôn á. Dây cái chị, dây cái. Leo. Cái bản đi. Tức. Hành từ tức lắm rồi. Các bạn thấy không? Leo bên cá gái rất là dễ. Chúng ta chỉ cần làm như thế này thôi. Hướng dẫn cách chơi bé gái. Mày. Ui, trời, lũ đánh em chết chị ơi. Cố lên em, đừng chết, từ từ hãy chết. Chị đang còn muốn sống. Có chai, okay. có tàu. Nó bị tàu đâm. Ui mẹ. Chạy, giải tán. Lô tàu. Giải tán. Mày mới có 20 thôi, đừng nhây nữa. Mình chỉ định đặt cho vui thôi mà. Mất chanh rồi à? Thì chanh ăn ballet đó chị. Ủa, chanh nào ballet vậy? Chanh tàu ấy. À. Con lửa à, chanh tàu à, chanh tàu ơi, à, mất dạy. Mày nó đặt chanh tàu. Mày nó đặt chanh tàu. Ôi bé ơi. Cái gì đấy? Chanh đe, quả bóng này của tao. Đánh xuống hầm. Gì vậy? Máy bao nhiêu rồi? Mày có 69 rồi. 69 rồi. Từ năm mấy cậu rồi 69%. Sợ. Ơi, đừng đập vào bóng nàng hầu. Chắc chị ra không chết luôn đâu nhỉ? Phải không? Chị ra sẽ không chết mà đúng không? Ủa, con rối đâu ra đây? Con rối đây. Cho chị nhập tiếp với nào? Đừng. Em còn nửa móng em giấy cho chị ra nha bà. Rồi lên luôn. Đúng rồi, lên luôn, phun máu vô nó tốt. Cô ơi, chưa thắng đang ở trước mà. Nó cổng, bỏ cổng đi ra đấy. Hướng dẫn cách chơi bé gái. Hướng dẫn cách chơi bé gái. Bước 1, chạy qua thẳng thôi. Giỏi chứ. Rồi, đúng rồi. Ôi, 200 bên rồi. Đây, tàu buồn cười đấy. Mọi người ơi, cổng xong nè. Cổng nào? Tele le qua đi chị. Đang bị có tim không tele le được. Đúng rồi. Chết rồi. Ơ, bé ơi. Ra cổng đi để chị tele le, ra hẳn cổng ngoài cổng đi để chị tele le. Tele le đi. Bé ơi, ra em ra đây. Ra hẳn ngoài cổng đi. Rồi, đấy, nó mới an toàn. Em còn đồ luôn đó, chị sợ bị ăn bắn. Chị làm gì với em đây? Hướng dẫn cách chơi bé gái.